hai anh chàng da đen này là cảnh sát, nhưng hôm nay rảnh rỗi thiếu tiền nên quyết định thực hiện một phi vụ, đó là đi cướp mai thúy của tên trùm buôn lậu. Cả hai đeo mặt nạ và lái con chiến mã từ đời ông cố nội đi cướp cho nó ngầu. Họ đuổi theo xe của bọn buôn mai thúy, rồi đánh lái khiến cho chiếc xe của bọn chúng mất thăng bằng đâm vào cột điện. Nhưng chưa kịp cướp thì có một chiếc xe khác cũng chạy yểm trợ. Bọn chúng không nói không rằng cứ thế giải đạn như mưa vào hai anh chàng. Cả hai vừa đánh giáp lá cà vừa dùng súng đấu nhau. May mắn hai anh chàng chưa bị sao, nhưng một người đã bị một viên đạn sượt qua mặt. Màn tranh giành đang diễn ra khét lẹt giữa đôi bên thì cảnh sát đã đánh hơi đến và thế là bọn người của tên trùm phải bỏ của chạy lấy người. Còn hai anh chàng này cũng không muốn bình bị lộ nên đã phải kéo quần bỏ chạy với chiến lợi phẩm là 25kg mai thúy cướp được của tên trùm Rutino. Nhưng chính việc mang súng của nhà nước đi làm việc phi pháp, họ đã dính vào vô số rắc rối sau này. Một bên vừa bị tên trùm truy sát để cướp lại số mai thúy kia, một bên lại phải làm thế nào để tránh khỏi sự điều tra của cơ quan an ninh. Vậy họ sẽ làm gì để thoát khỏi vụ này? Diễn biến tiếp theo của phim là gì? Thì mời các bạn cùng đón xem bộ phim mang tên Đột kích màn đêm này để có câu trả lời nhé! Hai anh chàng này tên là Dao và Cass, thực chất họ là hai điều tra viên cảnh sát và Dao còn là đặc vụ chìm của bộ nội vụ. Anh được cài cắm vào để điều tra về những kẻ buôn mai thúy. Sau vụ việc chót dại đêm qua khiến hai kẻ buôn mai thúy bị giết, thì ngay buổi sáng cảnh sát đã tập hợp nhân viên lại để tiến hành điều tra. Vì sợ bị lộ nên Dao đã nhanh mồm, nhanh miệng, nhận mình sẽ điều tra vụ này để tranh thủ cơ hội lấy đi vài viên đạn của nhà nước đêm qua vẫn còn ở đó. Và tất nhiên người cộng sự thân tín của anh phải là Cass rồi. Nhưng khi ở hiện trường, đang còn mở mắt tìm xem mấy cái vỏ đạn chết tiệt hôm qua mình bắn chúng nó đang trốn ở đâu, thì Jennifer và cộng sự là những người cũng thuộc sở nội vụ, đã có mặt ở đó và lấy được những vỏ đạn mà Dao đang tìm. Quả này thì chết mẹ con nhà nó thật rồi. Dao nghĩ thầm trong đầu, nhưng cũng không dám manh động đến cô em. Jennifer là người đang tiến hành cuộc điều tra để cho vài tên cảnh sát bẩn ra trước tòa án binh, nên cô nàng có vẻ khó chơi. Khi nhìn thấy vết thương trên khuôn mặt của Dao và qua cuộc nói chuyện với anh, cô nàng dùng giác quan thứ 6 của mình đã nhận thấy Dao đang nói dối về lý do theo đuổi vụ này. Sau khi xong việc ở sở cảnh sát, Dao tìm đến bệnh viện để gặp nóc nhà của mình. Vì dành thời gian quá nhiều cho công việc nên mối quan hệ của anh và vợ khá căng thẳng. Vì vậy trước khi vào gặp vợ, anh đã nhanh tay tháo luôn lọ hoa của bệnh viện để nhằm xoa dịu cô. Nhưng không vì thế mà anh được tha bổng. Nóc nhà còn đeo cả nhẫn của người yêu cũ tặng để chọc tức anh, thậm chí vẫn không quên tặng cho một bài dân ca và nhạc cổ truyền về bổn phận và trách nhiệm của một người cha, kèm thêm nhiệm vụ cao cả là đưa cậu con trai đi chơi nếu tối này cứ chuẩn bị tinh thần mà ngủ ngoài đường. Mặc dù không muốn nhưng bắt buộc anh phải làm theo, hai cha con lên con xe tồi tàn của anh và rời đi. Dao lại tiếp tục bị con trai chất vấn về nghĩa vụ làm cha làm chồng. Nhưng khi xe vừa dừng đèn đỏ, con trai anh đã mang khẩu súng của anh ra nghịch. Bỗng một tên ở đâu xông tới, hắn đập vỡ cửa kính xe và bắt cóc con anh đi. Vì khẩu súng của bé đang cầm nên anh không thể làm gì được. Chúng còn chích cho anh một dao vào bụng khiến anh đau đớn quằn quại. Khi con trai bị bắt đi thì tên trùm Rubino gọi điện đến bắt anh phải giao lại 25kg mai thúy cho hắn, nếu không hắn sẽ dùng con trai anh làm vật trao đổi. Lo sợ cho an nguy của con trai, anh đã lập tức đồng ý với yêu cầu của hắn. Dao phải vào nhà vệ sinh để xử lý vết thương và gọi cho Cass đến. Thì ra cả hai đã cướp nhầm hàng mà Rugino đang định giao cho Novas. Dao yêu cầu Cass đưa mai thúy cho mình để đi cứu con trai về. Cả hai đã có cuộc tranh cãi nảy lửa và Cass đã đồng ý về lấy số mai thúy giao lại cho Dao. Đụng vào ai chứ không thể đụng vào Novas được. Gia đình hắn ba đời buôn mai thúy. Hắn không chỉ chơi thâm mà còn chơi ác nên không thể giỡn mặt với hắn được. Kể cả người thân ruột thịt mà động vào hắn thì hắn cũng không tha. Điển hình là việc tên anh họ hắn để lộ thông tin khiến khu chứa hàng của hắn bị bao vây, dẫn đến việc hắn phải đặt mua 25kg mai thúy của tên Rotino để bù vào. Để tra tấn tên anh họ, hắn cho người cởi hết quần áo của tên anh họ và treo ngược anh ta lên, rồi dùng máy bán bóng để trừng trị, mặc cho tên anh họ ra sức gào thét. Cuối cùng để kết thúc cuộc chơi, hắn rút súng ra đút thẳng vào miệng tên anh họ định bóp cò. Nhưng tình thần trỗi dậy, thay vì tặng cho tên anh họ viên kẹo đồng, thì hắn chỉ tặng cho hắn bãi nước bọt vào thẳng mặt rồi bỏ đi. Lúc này, Dao còn đang cong đít đi tìm con trai, thì nóc nhà lại gọi điện đến báo vì sao con trai giờ này vẫn chưa về, còn bỏ lỡ một trận đấu. Dao chỉ biết nói dối là do hai cha con cãi nhau nên Thomas đã bỏ đi và hiện giờ anh đang đi tìm đây. Dù không tin cho lắm, nhưng nóc nhà cũng không làm được gì, chỉ ra lệnh cho anh mau chóng đưa con về nhà ngay lập tức. Về phía Jennifer, ngay từ đầu cô đã nghi ngờ Dao nên đã cho người điều tra với anh và theo dõi anh mọi nơi. Nhưng Dao đang mải lo nghĩ cho con trai nên không còn tâm trí nào mà để ý xung quanh. Mang theo túi hàng cấm 25kg, Dao đi đến sòng bài. Lúc này, người của Rubino cũng đã thấy anh qua camera an ninh. Nhưng Dao lại mang túi hàng vào nhà vệ sinh rồi cất đi một nửa số hàng cùng khẩu súng trên trần nhà vệ sinh. Còn lại một nửa vào túi mục đích của anh là để sau khi cứu được con trai, anh sẽ giao nốt cho bọn chúng. Jennifer lúc này cũng phát hiện ra Dao đi vào nhà vệ sinh. Sau khi anh đi ra, cô liền đi vào sau kiểm tra thì phát hiện số hàng và súng mà Dao cất trên đó. Jennifer rất nghi ngờ nhưng chưa hiểu nguyên nhân của sự việc.
nên cô lấy luôn số hàng mà Đào đã giấu ở đó, đồng thời gọi cho cộng sự đến tiếp ứng, còn mình thì đi giấu số hàng và tiếp tục đi theo Đào để theo dõi thêm. Sau khi giao cho Robino số hàng, hắn đã kiểm tra và xác nhận đây đúng là số hàng hắn cần, nên hắn cho anh 15 phút để đi lấy số hàng còn lại, nếu không muốn con trai mất mạng. Khi Robino dẫn anh xuống thì Novat cũng có mặt, hắn bảo anh đi lấy hàng, còn mình sẽ giữ chân Novat. Lúc này, Dao cũng phát hiện ra Jennifer cũng đang theo dõi mình. Anh nhanh chóng vào nhà vệ sinh, lấy lại số hàng kia, nhưng tất cả đã không cánh mà bay. Anh bèn tìm đến tay nhân viên bảo vệ để truy hỏi, đang định dùng võ nhà nghề cho hắn vài cái bạt tai. Nhưng khi tên bảo vệ đứng lên trông hắn to như con voi, có thể nuốt chửng anh trong một nốt nhạc. Thế là anh đành phải biếu hắn cái đồng hồ của cha mình để giữ hòa khí. Jennifer từ khi lấy được mai thúy của Dow thì đã chắc rằng anh chính là cảnh sát bẩn, nên cô đã mang số mai thúy đó đến cất vào hộp để đồ dành cho nhân viên nữ ở sòng bài của ông trùm và gọi cho cộng sự của mình đến để tìm cách đánh úp bắt một mẻ lớn tóm gọn hết cả bọn. Lúc này Novat đã đến gặp Rubino để lấy hàng, nhưng do Dow chưa giao cho ông ta đủ nên ông ta đang ra sức cầm chân hắn, mời mọc hắn đủ điều, tuy nhiên hắn đều từ chối. Nhưng nể tình ông ta và bố mình là bạn thời cởi chuồng tắm mưa nên hắn đồng ý lên phòng ông ta giao dịch. Thời gian của hắn là vàng, khi không thấy Robino giao hàng, hắn đã bắt đầu dùng gậy bóng chày đập phá phòng làm việc của ông ta. Trong lúc này, khi bị Jennifer lấy mất súng và số hàng đã cất ở nóc nhà vệ sinh, lại không muốn bị nhân viên của Robino phát hiện, anh đành nhờ tay bảo vệ giúp đỡ mình trèo vào ô thoáng của nhà vệ sinh và men theo đó đi đến khu giặt ủi. Anh nhanh tay tháo luôn một bộ vest bảnh bao và khoác lên mình. Lúc này nóc nhà của anh lại gọi điện đến và hỏi về con. Anh lại tiếp tục nói dối rằng ông con đang đi chơi với gái, mình sẽ tìm và đưa về ngay khi có thể, mặc cho vợ không tin và cúp máy luôn. Từ phòng giặt ủi, anh đến phòng bếp và lấy túi bóng đổ đường vào giả làm chất trắng rồi bỏ hết vào túi sách. Anh còn dùng dao rạch một nhát ở khóa làm hỏng khóa của chiếc túi hòng qua mặt tên bọn trùm. Đi qua quầy rượu, anh lại nói dối với nhân viên là ông trùm đang yêu cầu mang rượu lên phòng làm việc. Quả thật lúc này cái đầu của Dao không chỉ nhảy số liên tục mà cái lưỡi của anh ta cũng nói dối hơn quậy. Khi lên phòng của Rubino, trong khi tên đàn em của Novat loay hoay mở khóa của chiếc túi thì Dao nói rằng cớm đang có mặt khắp nơi trong sòng bài. Nhưng Novat và Rubino không tin, đến khi anh nói rằng cớm đến đây vì vụ mai thúy này và anh đang bị theo dõi vì anh cũng là cảnh sát và rút thẻ ngành của mình ra thì bọn chúng mới tin. Đúng lúc đó bên ngoài có tiếng gõ cửa của nhân viên mang rượu đến, bọn chúng tưởng cớm nên đã chuồn theo thang máy biển của tên Rubino ra ngoài mà không kịp kiểm tra số hàng bên trong. Việc này đúng ý của Dao đã sắp đặt từ trước. Khi đã có hàng giao cho Novat, Rubino đã cho người thả con trai Dao ra. Hai cha con chưa kịp đi khỏi thì bên này Novat đã lên ô tô và thong thả mở túi hàng ra kiểm tra. Khi phát hiện đó toàn là đường, hắn ngay lập tức quay trở lại sòng bài tìm Rubino. Mẹ kiếp, ông đùa tao đấy hả? Vừa gặp Rubino, hắn liền túm lấy con họa mi của lão mà bóp lấy bóp để, khiến ông già thốn tận óc nhưng không hiểu chuyện gì. Hóa ra ông ta đã bị Dao xỏ mũi. Ông ta gọi cho tay chân thì tên này đã vừa thả con trai Dao đi. Ngay lập tức ông ta ra lệnh cho bọn tay chân bắt lại thằng bé. Sau khi được thả, Dao mang con trai đi chạy trốn. Nhưng vì vết thương đang tái phát nên anh đau đớn không thể chạy tiếp được. Con trai anh sau khi chứng kiến mọi chuyện đã không ngừng đả kích anh rằng hóa ra thời gian qua anh không quan tâm gia đình là vì mải đi buôn mai thúy. Anh không muốn con hiểu lầm nên quyết định nói tất cả sự thật về công việc mà mình làm cho con biết. Hy vọng con sẽ hiểu và hợp tác cùng mình. May mắn con trai anh đã chọn tin tưởng anh. Nhưng lúc này tên tay chân của Rubino đã tìm ra hai bố con, họ chạy về phía nhà bếp vì bị thương nên Dao không thể chạy nhanh được nên bị hắn đuổi kịp. Cả hai ăn miếng trả miếng vô cùng nhịp nhàng thì cả hai lao vào choảng nhau khí thế. Vì bị thương nên anh không phải là đối thủ của hắn. Thấy bố bị nguy hiểm, Thomas lao vào hỗ trợ nhưng bị hắn quăng cho một cái ngã nhào ra nền nhà, rồi hắn rút dao phi về phía cậu bé, may mắn cậu thoát được. Dao cố gắng hết dùng tay đến dùng chân, cuối cùng là dùng dao đánh hắn nhưng vẫn bị hắn đấm cho không trượt phát nào, khiến anh ngã lăn ra nền nhà. Lợi dụng lúc hắn tiến lại gần, anh giơ chân đạp vào bụng tên này, khiến hắn bay qua cửa kính. Nhờ vậy hai bố con có thời gian chạy thoát. Nhưng vừa chạy đến khu vũ trường do người quá đông nên Thomas bị hắn túm được lôi đi trong sự bất lực của Dao. Không thể làm được gì, anh gọi cho Cass đến hỗ trợ mình. Bên ngoài sau khi đợi cả buổi, Jennifer không thu được gì, định về nhà ngủ một giấc, còn cộng sự của mình sẽ đi lấy mai thúy và mang về cơ quan sau này làm bằng chứng. Nhưng khi vừa nhấn nút thang máy định rời đi thì gặp ngay Dao, ngay lập tức cô chĩa súng vào Dao. Nhưng cửa thang máy đã đóng, cô liền chạy sang thang máy bên cạnh và nhanh chóng đuổi theo Dao. Tưởng là thoát được rồi, nhưng tiếng chuông điện thoại của Dao lại vang lên tố cáo anh. Nghe thấy tiếng điện thoại, Jennifer đuổi theo anh vào một căn phòng chưa kịp khóa cửa, liền bị người đẹp tung một chưởng gục ngay tại chỗ. Anh cũng không nể nả đánh bay súng của Jennifer và cả hai vật nhau từ sofa xuống nền nhà. Sau một hồi giằng co, Dao nói với cô rằng mình là cảnh sát chìm của sở nội vụ và tất cả những người ở đó đã bị bọn trùm mua chuộc hết. Cô phải tin anh. Nhưng trước những gì cô nàng chứng kiến thì không lý do gì cô tin anh cả. Không còn cách nào khác,
anh đành trói cô lại và ép cô phải khai ra số ma túy để đâu, nếu không con trai anh sẽ bị bọn chúng giết chết. Sau khi biết được vị trí số hàng, Đào nhanh chân chạy ra ngoài, còn Jennifer dùng chân với lưới điện thoại gọi cho cộng sự mang số hàng đi trước khi Đào đến lấy. Phía ông trùm sau khi không dụ được Đào xuất hiện thì hắn đã ra tấn cậu bé vô cùng dã man, nhưng lại để cửa mở và một chiếc điện thoại bên ngoài để cậu bé tưởng là bọn chúng quên đóng cửa. Đúng như dự đoán, cậu bé đã chạy ra ngoài cầm chiếc điện thoại để gọi cho Đào đến cứu mình và chúng sẽ bắt được cả hai cha con. Đào sau khi chạy đến vị trí mà Jennifer chỉ thì không thấy hàng đâu mà gặp ngay cộng sự của cô ta. Thế là cả hai lại lao vào đánh nhau từ trên bờ xuống dưới nước. Mặc dù bị thương, nhưng là một đặc vụ ngầm thân thủ hơn người nên gã đó không phải là đối thủ của anh. Sau khi dùng 7749 cú ra đòn thì anh đã hạ được hắn và cho hắn uống no nước. Không nỡ để hắn chết trước khi rời đi, anh còn kéo hắn lên và tặng cho một cú đá vào bụng để cảnh cáo. Sau đó anh đi đến hầm để xe để gặp Cass, nhưng do không để ý nên khi cúi xuống lấy đồ nghề, anh đã bị Cass chĩa súng vào đầu. Việc này anh đã lường trước được rằng Cass chính là cảnh sát bẩn, nhưng anh vẫn cố thuyết phục Cass rằng mình làm tất cả chỉ để cứu Cass và mong Cass giúp đỡ mình cứu con trai. Hai người đang nói chuyện thì một tên tay chân của Novat tìm đến. Hắn không chào hỏi gì mà chĩa súng bắn thẳng về phía Dawes. Cass cũng chĩa súng về phía hắn, nhưng khi cả hai nổ súng thì tên đàn em của Novat bị Cass bắn chết tại chỗ, còn anh ta cũng bị thương làm bất tỉnh. Trước tình hình này, Dao chỉ biết để Cass lại, còn mình lấy điện thoại của Cass rời đi. Anh thay một bộ cảnh phục trà trộn vào sòng bài của Rotino. Lúc này vợ của anh lại gọi điện đến khi mãi không thấy Dao đưa con trai về nhà, mà chồng thì nói dối như cuội, nên lần này cô không tin Dao nữa, nên quyết định lái xe đi tìm hai bố con. Đang đi thì điện thoại của Cass nhận được tin nhắn của cộng sự Jennifer ra lệnh cho anh ta giết Dao. Hóa ra tên này là một cảnh sát bẩn, hắn cấu kết với Cass trong vụ này. Khi hắn và Jennifer xuống đến hầm để xe thì thấy hiện trường vụ đấu súng vừa diễn ra. Nhân lúc Jennifer đi kiểm tra trên tay chân của Novat, hắn đã nhanh tay tiễn Cass đi buôn muối nhằm bị đầu mối. Về phía Novat, sau khi đợi mòn mỏi không thấy người của Rotino mang hàng đến cho hắn, sự kiên nhẫn của hắn đã đến giới hạn, khiến hắn rút súng ra nhắm vào con họa mi của Rotino đòi hàng. Đao đi vào sòng bài, vừa thấy được con trai thì bị một tên đàn em đánh lén phía sau. Thấy bố bị tấn công, Thomas không ngồi yên được nên đã lao vào quyết chiến với hắn, nhưng cậu nhanh chóng bị hắn đánh văng ra như một con nhái. Đao xông lên cướp được một chai rượu rồi đập vỡ, sau đó đâm thẳng vào cổ của tên đàn em tiễn hắn đi nhận Castel luôn. Novat từng ở trên chứng kiến mọi chuyện liền bắn về phía Đao, nhưng việc này của hắn không giết được Đao mà khiến cho mọi người ở đó hoảng sợ bỏ chạy, tình hình trở nên rối loạn hơn bao giờ hết. Lợi dụng tình hình này, Đao kéo con trai lẩn vào đám bông chạy đến một chiếc siêu xe đang trưng bày ở đó và đập vỡ hộp kính lấy chìa khóa nhảy lên xe bỏ chạy cùng con trai. Tên Rotino lúc này cũng đang loay hoay giữa đám đông thì gặp ngay Jennifer. Hắn định bỏ chạy thì bị cô nàng cho một cước vào bộ hạ, khiến hắn gục ngay tại chỗ. Tội nghiệp con họa mi của gã hôm nay gặp hạn tam tai. Tên Novat lúc này cũng đã cho đàn em đuổi theo Đao, còn hắn thì chuẩn bị đồ nghề sẵn sàng cho Đao ra bá lần này. Khi cắt đuôi được tên đàn em, Đao đưa xe cho con trai cầm lái, còn mình thì đi ra ngoài ẩn nấp vào một chỗ. Khi tên đàn em xuất hiện, anh nhảy vào cửa xe của hắn cướp lái, đánh cho xe hắn đâm vào xe của tên khác, rồi tức tốc chạy ra cầm súng nhắm vào chiếc xe đang đuổi theo Thomas, chỉ hai viên vào cửa kính khiến hắn niệm ngay tại chỗ. Novat sau khi trang bị kín mít từ đầu đến đít thì đã tự đi tìm Đao. Khi xuống đến hầm xe gặp ngay Thomas đang lượn trên con siêu xe. Không cần nể nang chiếc xe đắt tiền, hắn ra sức nã đạn vào xe của cậu bé, khiến Thomas mất lái đâm xe vào khác. Ngay lập tức, cậu mở cửa xe lẻn ra và chui vào hầm một chiếc xe khác. Để phòng bị Novat cho ăn kẹo đồng, Novat tiếp tục bắn không ngừng nghỉ, không cần biết trúng ai, bố thích là bố bán thôi. Nóc nhà của Đao nhờ có giác quan thứ 6 đã tìm được đến nơi hầm để xe của sòng bài, nhưng lại thấy đạn khói mù mịt, biết được tình hình không khả quan, nên cô liền cầm theo khẩu súng đi khám thính. Thomas sau khi xuống xe đang trốn Novat thì lại có tên đàn em đứng phía sau. Khi hắn định ra tay thì Đao xuất hiện. Anh đánh văng khẩu súng của tên đàn em khiến hắn không thể ra tay. Nhưng tên này là một tên có nghiệp vụ khá chắc, cộng thêm việc Đao đang bị thương nên không phải là đối thủ của hắn. Và chẳng mấy chốc anh nhanh chóng bị hắn đánh cho bẹp như con rán. Thấy bố gặp nguy hiểm, Thomas nhanh trí nhảy lên chiếc xe gần đó rồ ga, nhấn số lao thẳng vào tên đàn em của Novat tiến hắn đi buôn vải. Tên này chưa xong, tên khác đã tới, hắn lại nhằm vào Đao quyết cho anh đi chầu Diêm Vương, nhưng lần này mạng anh lại được nóc nhà cứu. Nghe tiếng súng nổ, Novat xác định được vị trí con mồi nên đã nhắm súng về phía gia đình Đao mà xả liên tục những viên kẹo đồng nóng hổi. Trước tình thế nguy nan, anh ra hiệu cho nóc nhà và con trai ở yên tại chỗ, còn mình sẽ đứng ra thương lượng với hắn. Anh giơ hai tay lên đầu hàng và muốn thương lượng với hắn rằng anh sẽ chỉ cho hắn chỗ lấy ma túy. Nhưng lúc này, Novat không còn tin Đao nữa, hắn cóc cần ma túy mà cái hắn cần bây giờ là mạng của anh. Không nói nhiều, hắn giơ súng lên tặng cho anh một viên kẹo đồng. Thấy Đao bị bắn, lợi dụng tình thế đó, Đao vơ lấy khẩu súng bắn cho Novat vài nhát tiễn hắn đi buôn muối giải hạn. Về phía Jennifer, sau khi khống chế được tên trùm Rotino, cô cùng tên cộng sự của mình giải hắn về trụ sở cùng số tang vật thu được. Đao lúc này bị thương nhưng may mắn chưa chết.
anh được vội lái xe trở đến bệnh viện cấp cứu. Trên đường đi, anh nhờ con trai lấy điện thoại của Cass và phần ghi âm của gọi mở lên, còn anh gọi điện cho Jennifer để cho cô nghe hết cuộc điện thoại trao đổi giữa cộng sự của mình và Cass. Lúc này cô cũng đã hiểu ra rằng Cass chính là cảnh sát bẩn đang làm chân trong cho Novak. Tân cộng sự cũng đã nghe hết cuộc gọi. Jennifer chưa kịp làm gì thì hắn đã nở nụ cười nham hiểm và bộ mặt thật của hắn cũng vì thế mà lộ diện. Hắn dùng súng bắn Jennifer, khiến cho tên Zutino bên cạnh sợ xón cả ra quần. Hắn hỏi ông ta có biết mình là tay chân của Novak không, nhưng dù câu trả lời có là gì đi nữa thì hôm nay cũng là ngày tận số của ông ta. Hắn tặng luôn cho ông ta một viên kẹo đồng, tiến ông ta về với Chúa, sau đó dí súng vào người cảnh sát lái xe và uy hiếp anh ta chạy theo ý hắn. Nhưng anh cảnh sát này có vẻ điếc không sợ súng mà vẫn gọi điện cầu cứu, nên bị hắn biếu luôn cho viên nữa, khiến chiếc xe mất lái lật ngửa ra đường. Lúc cảnh sát đến, hắn thoát chết và không ngừng đổ mọi tội lỗi lên đầu Zutino, rằng thì là mà do tên Zutino cướp súng và bắn chết tất cả mọi người. Những khi tưởng rằng mọi chuyện êm xuôi theo ý hắn thì đời không như là mơ. Lúc này Jennifer lồm cồm bò ra từ trong xe và chỉ về và vạch trần bộ mặt của tên phản trắc. Sau đó anh và Jennifer cũng được đưa đến bệnh viện. Sau 7749 lần hồi sức chết đi sống lại, họ đã thoát khỏi lưới hái tử thần. Đao tỉnh lại bên vợ con và nhận được sự tha thứ từ họ. Jennifer cũng đến gặp anh, mọi khúc mắc của họ đã được tháo gỡ. Bộ phim đến đây tưởng như đã kết thúc viên mãn khi chính nghĩa cuối cùng cũng thắng gian tà. Nhưng chiếc điện thoại của Novak lại sáng lên ngầm cho ta thấy rằng với Dow và Jennifer, mọi chuyện chưa kết thúc mà mới chỉ bắt đầu. Họ còn phải chiến đấu với một thế lực ngầm đằng sau nữa. Liệu họ có thể chiến thắng? Các bạn có tin vào công lý không? Hãy bình luận bên dưới để mình biết nhé! Bộ phim mang đến một thông điệp rằng có những thứ bạn tận mắt thấy, chính tai nghe, nhưng chưa chắc đã là sự thật. Muốn tìm hiểu sự thật, không nên chỉ nhìn vẻ bề ngoài mà phải xem xét cẩn thận, thấu đáo toàn diện mới tránh được sai lầm đáng tiếc. Vâng, bộ phim cũng đã kết thúc ở đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Hãy nhớ like cũng như bấm đăng ký kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Thích phim review, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.